công người ta cấy xong đấy, bên đấy họ cấy đồng loạt lắm, là như mình bên đấy cấy xong 3-4 ngày này đó. Mấy ông nọ cứ sang đấy quay bên này tập tiên nhà Du Lương có ai cấy đấy? Có ba người đó, mỗi nhà nó cấy đấy thôi. Cánh đồng này thì chắc là từ hôm nay đi chị Dân phải làm ruộng tới rồi nhỉ, đồng loạt nhau. Anh kéo cá hồ nào ấy? Ở ngay cái hồ trên này. Bây giờ nó có 8 rưỡi, 8 giờ 20.